Mến chào cô chú anh chị và các bạn trở lại với chương trình Tâm sự được phát trên kênh YouTube Ta Sa Trần. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và lắng nghe. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an. Trong chương trình ngày hôm nay, Ta Sa xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn dòng tâm sự. Thấy mặt em dâu tương lai, cả nhà tôi phản đối kịch liệt, để rồi xấu hổ trước lời em trai nổi. Bố mẹ tôi gượng cười, cố tỏ ra bình thường để hỏi chuyện, nhưng tôi biết bố mẹ không hề hài lòng với nàng dâu tương lai này. Đó là những lời mở đầu trong dòng tâm sự ngày hôm nay. Thì để biết dòng tâm sự này có nội dung chi tiết như thế nào, sau đây Ta Sa mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Bố mẹ tôi sinh được hai người con trai, tôi là anh cả, hơn em tận 5 tuổi, thế nhưng tôi không giỏi giang bằng em. Trong khi tôi đi làm ngày làm đêm thì cũng chỉ đủ ăn tiêu, mà em trai lại kiếm được cả 100 triệu mỗi tháng khi chỉ mới 24 tuổi, còn xây được một ngôi nhà 3 tầng to đẹp để báo hiếu bố mẹ. Nhìn em mà tôi vừa mừng vừa cảm thấy xấu hổ, vì bản thân là anh trai lại chưa làm được như em. Cũng vì lương 3 cọc 3 đồng nên mãi đến năm 31 tuổi tôi mới lấy vợ. Lúc đó cũng nhờ em trai cho 500 triệu, nên vợ chồng tôi mới đủ tiền mua một căn chung cư nho nhỏ để ở như hiện nay. Tôi bảo em sau này tôi sẽ trả, nhưng em ấy đều gạt đi. Em nói rằng là anh em trong nhà tính toán làm gì, thế nên tôi cũng thôi. Em trai tôi cái gì cũng tốt, đẹp trai, kiếm tiền giỏi và có trách nhiệm với gia đình, sống có tình có nghĩa. Thế nhưng ngặt nỗi, 29 tuổi rồi mà em vẫn chưa đưa được cô nào về nhà ra mắt, nên bố mẹ tôi ngóng lắm. Mãi đến gần đây, khi bước qua tuổi 30, em ấy mới thông báo sẽ đưa nàng dâu tương lai về ra mắt gia đình. Khỏi phải nói, cả nhà tôi ai cũng mừng. Hôm đó gia đình tôi cũng về quê để xem mặt mũi em dâu tương lai ra sao. Ngay từ sáng sớm, mẹ và vợ tôi đã đi chợ để chuẩn bị một mâm cơm nho nhỏ tết đãi bạn gái của em trai. Đến khoảng 10 giờ sáng, xe ô tô của em trai đã đổ trước cửa. Cả nhà tôi ào ra đón, nhưng khi thấy bạn gái của em trai xuất hiện, nụ cười trên môi tất cả mọi người vụt tắt. Nhưng để giữ phép lịch sự, bố mẹ tôi vẫn mời cô ấy vào nhà. Thưa bố mẹ cùng anh chị, đây là Vân, bạn gái của con. Cô ấy bằng tuổi con, làm cùng công ty với con ạ. Chúng con yêu nhau đã nhiều năm rồi, nhưng nay mới có dịp đưa cô ấy về thăm gia đình mình. Bố mẹ tôi gượng cười, cố tỏ ra bình thường để hỏi chuyện, nhưng tôi biết bố mẹ không hài lòng với nàng dâu tương lai này. Vâng, tuy xinh gái, có gương mặt hiền từ và đôi mắt tinh nhanh, nhưng ngặt nỗi cô ấy ngồi xe lăn. Em trai tôi xuất sắc đến như vậy, bên ngoài thiếu gì người con gái xinh đẹp hơn, vậy mà tại sao em trai tôi lại chọn cô ta chứ? Tuy vậy, bố mẹ và tôi chẳng dám nói thẳng trước mặt Vân, đành kéo em ra một góc khác để nói chuyện. Khuyên can hết lời mà em trai tôi vẫn u mê bất ngộ và kiên quyết cưới Vân cho bằng được. Mẹ tôi nói, con ơi, sao con lại dại dột như thế? Thiếu gì người mà sao con lại chọn con bé đấy? Nó ngồi xe lăn, sau này con sẽ vất vả để chăm sóc nó đấy. Như vậy là khác gì chuốc khổ vào người con ơi. Nếu như con cứ cương quyết lấy nó thì bố mẹ sẽ từ mặt con. Bạn gái con tuy tàn nhưng không phế. Từ ngày thành lập công ty, chính cô ấy đã giúp đỡ con. Nhờ đó con mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Ngày trước con mải mê chạy theo công việc mà quên mất gia đình. Chính Vân đã nhắc nhở con phải thường xuyên gọi điện về nhà cho bố mẹ và khuyên con nên xây dựng nhà khang trang cho bố mẹ ở. Thật ra, trước đây Vân lành lặn như những người khác. Ngày anh trai cưới vợ, vì con phải về trước để lo đám cưới cho anh, nên đành để cô ấy về sau một mình, do còn phải giải quyết một số công việc còn lại của công ty. Trên đường đi, cô ấy không may bị tai nạn, rồi mới phải ngồi xe lăn như vậy. Nhưng cô ấy không hề than trời trách đất, luôn tràn đầy năng lượng sống tích cực và vẫn có thể tự làm tất cả mọi việc. Khi cô ấy nghe con kể về hoàn cảnh của anh, cô ấy còn khuyên con nên cho anh mình một số tiền để mua nhà ở,
Tính ra trong khoảng 500 triệu đó, có 100 triệu là của Vân, trích từ tiền túi của cô ấy bỏ ra đấy ạ. Khi em trai kể về Vân, trong mắt còn ánh lên niềm tự hào. Còn gia đình tôi, ai nấy đều cúi gằm mặt xấu hổ, không thể nói được lời nào. Tôi không thể ngờ một cô gái nhỏ bé như thế lại có một nghị lực sống phi thường đến như vậy. Em trai đã nói như vậy thì gia đình chúng tôi đành chúc phúc cho em ấy mà thôi. Chỉ mong sau này em trai tôi sẽ hạnh phúc mãi mãi. Dòng tâm sự thứ hai, phản ứng bất ngờ của chồng khi nghe được cuộc nói chuyện bí mật giữa tôi và mẹ. Trước lúc ra về, mẹ tôi đã nói ra bí mật nhiều năm nay. Thật không ngờ chồng tôi đã nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và mẹ. Thứ sáu tuần trước, mẹ qua nhà chúng tôi chơi và ở lại một ngày. Tôi xin nghỉ phép và đưa mẹ đi tham quan thành phố. Còn chồng tôi thì bận rộn công việc cả ngày, chỉ tối mới về hỏi thăm mẹ. Tối hôm kia, trong lúc đợi chồng đi làm về ăn cơm, tôi vào dọn đồ với mẹ để hôm sau bà về quê. Mẹ bất ngờ nói là có một mảnh đất bà đã mua từ lâu, nhưng không nói cho con nào biết. Sau này mẹ mất, vợ chồng anh trai tôi sẽ sở hữu ngôi nhà bà hiện đang ở. Còn mảnh đất bà đứng tên riêng sẽ cho tôi làm tài sản phòng thân. Mẹ bảo nếu sang tên sổ đỏ cho con gái thì con rể sẽ biết được, sẽ xảy ra mâu thuẫn gia đình. Vì thế mẹ muốn bán mảnh đất đó và cho tiền tôi để gửi ngân hàng. Tôi không tán thành ý kiến của mẹ. Tôi bảo ngôi nhà mà chúng tôi đang ở là tài sản của bố mẹ chồng cho cả hai vợ chồng. Với lại chồng tôi là một người đàn ông tốt, làm gì cũng nghĩ cho gia đình. Hơn 10 năm nay, anh ấy cố gắng làm việc vì gia đình, không bao giờ có ý nghĩ sẽ phản bội vợ con. Chồng tôi mà biết được tôi có quỹ riêng thì anh ấy sẽ mất niềm tin vào vợ, sẽ chán cả gia đình này. Nếu như mẹ không cho chồng tôi cùng đứng tên trên sổ đỏ thì tôi không nhận nữa. Mẹ giữ lấy mà dưỡng già, hoặc là sau này sẽ cho vợ chồng anh trai. Tôi không muốn vì tiền mà mất đi người chồng tốt. Và buổi đêm hôm đó, chồng bất ngờ nói là đã nghe hết được bí mật của hai mẹ con tôi. Chồng bảo mẹ cho tài sản thì tôi cứ nhận, đừng vì anh ấy mà từ chối. Anh nói tài sản thuộc về tôi hay chồng thì sau này cũng sẽ để dành cho các con, nên việc ai đứng tên không quan trọng nữa. Anh chỉ mong muốn con cái hiếu thảo với bố mẹ, vợ chồng yêu thương và tin tưởng nhau là đủ rồi. Những lời chồng nói thật cao thượng, tôi đúng là không chọn nhầm chồng. Nhưng dù anh nói thế nào đi nữa, tôi cũng muốn mẹ cho hai vợ chồng tôi cùng đứng tên trên mảnh đất ấy. Theo mọi người, tôi phải thuyết phục mẹ như thế nào để bà thay đổi suy nghĩ đây? Mọi người cho tôi lời khuyên với. Như vậy là Tasha vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Tasha cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại những câu chuyện tâm sự tiếp theo. Xin mến chào.